Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng trong khung giờ quen thuộc vào lúc 16 giờ 40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, tuần này Chuyện Cảnh Giác mang đến câu chuyện của một nạn nhân là phụ nữ không may bị kẻ gian phá khóa trộm mất chiếc xe máy của mình. Thế nhưng điều bất ngờ là ngay sau đó chị đã nhận được cuộc gọi yêu cầu mang tiền đến để chuộc lại chiếc xe. Vậy thì ai là người đã liên hệ với nạn nhân? Sau cùng nạn nhân có lấy lại được tài sản của mình hay không? Hay đằng sau đó còn có một màn kịch nào khác nữa? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chuyện là vậy nè, hôm đó tôi đi công việc mà quên mang theo túi sách cho nên là phải quay trở về nhà để lấy túi sách. Cũng tại vì gấp gáp quá thành ra tôi mới không cẩn thận rồi để xảy ra chuyện. Thì tôi nhớ lúc đó tôi chạy về nhà rồi đậu xe máy trước cổng nhà. Cứ chủ quan hẻm này là hẻm nhà mình cho nên là đậu xe ở đó không coi chừng xe kỹ. Ngay cái lúc mà tôi đi vô trong nhà thì có hai tên trộm xuất hiện, một nam một nữ, phá khóa xe của tôi rồi chạy đi mất. Tôi biết được chuyện này là nhờ coi lại camera đó. Cho tới khi mà quay trở ra thì hai cái tên trộm đó đã tẩu thoát đi mất rồi, chiếc xe của tôi cũng mất luôn. Sau khi mà mất chiếc xe thì tôi rầu dữ lắm. Hễ mà bây giờ mua xe khác thì tốn kém tiết tiện, mà bây giờ không mua thì không có xe đi làm. Hai vợ chồng thì đi làm trên hai con đường ngược nhau, cho nên là thành ra tôi cũng không muốn kêu chồng đưa đi làm, mắc công mà sợ trễ giờ của ảnh. Thành ra mấy bữa nay ngày nào tôi cũng tốn hai chuyến xe ôm để đi về hết á. Rồi tới chị ơi. Chị gọi em cũng không? Chị gửi tiền đi. Dạ. Mai chị có đi gì nữa không? Em chạy qua em rước. Chắc là có chứ em. Dạ. Đi tới khi nào mà chị mua xe mới thì thôi. Dạ rồi. Chị có gì tầm giờ này em qua nha. Dạ rồi, bye bye chị. Chuyện bị mất xe thì tôi cũng đã trình báo lên công an rồi, với lại tôi cũng có đăng bài lên mấy trang mạng xã hội, mấy hội nhóm này nọ để nhờ người ta tìm xe giùm mình. Tôi có ghi trong bài viết là hễ ai mà giúp tôi tìm được chiếc xe thì tôi xin gửi họ ít chi phí coi như là hậu tạ. Mà nói thiệt chứ lúc đó mình cố gắng thì cố gắng vậy thôi, chứ thiệt tình là tôi cũng không có dám hy vọng tìm được xe đâu. Tại vì thông thường mấy tên trộm kiểu này lẹ lắm, trộm được xe là nó đem đi tiêu thụ liền à. Cho nên lúc đó tôi nghĩ khả năng tìm được xe là khó lắm. Nhưng mà sau khi mà mất xe được khoảng 3 ngày á, thì tôi nhận được cuộc gọi từ một cái số điện thoại lạ. Quay lạ quắc gì trời. Alo. Dạ alo chị ơi. Dạ em có đọc được cái bài mà chị đăng, chị bị mất xe chị tìm lại á chị. Phải đúng số điện thoại này không chị? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Mà chị mất hồi nào vậy? Dạ em bị mất cách đây 3-4 ngày nè. Ngay trước cổng nhà em luôn á. Em ở ấp 6 nè. Dạ. Trời ơi sao chị không cẩn thận gì hết vậy? Tại vì á, mấy tháng trước ở nhà em cũng có người mất xe, mà cũng hên lắm nha chị. Cái em quen được mấy ông anh buôn bán xe cũ á. Dạ. Trời ơi mấy thằng trộm nó vô chỗ ổng bán, xong hên quá tìm lại được. Giờ để em nhờ mấy anh em trong nghề coi thử rồi nó có đem lại mấy cái chỗ đó nó bán không. Mà hên xui lắm nha chị, 10 chiếc chừng còn chiếc à. Dạ. Vậy chăm sự em nhờ anh nha. Anh dạ, tìm dạ, giúp sao? Em đi, có gì em hậu tạ cho anh nha. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em nghe nè anh. Dạ chị ơi, chiếc xe của chị tìm được rồi nha chị.
tìm được rồi hả anh? Dạ. Dạ. Tốt quá, em cảm ơn anh nhiều nha. Nó mang lại chỗ cái tiệm xe cũ của ông anh em nè. Dạ. Bán mới ngày hôm qua. Mà bây giờ ông anh em ông báo giá là 9 triệu nha chị. Ờ, 9 triệu hả anh? Sao mắc dữ vậy? Dạ, cái này là cái tiệm mua bán xe cũ của ông anh của em. Ông mua rồi ông tăng trang xe là ông bán kiếm lời, chứ không phải là em. Mà chiếc xe của chị đáng lẽ ra là phải bán mười mấy triệu lận, nhưng mà em nói chị mới bị mất xe. Chị là chính chủ của chiếc xe cho nên cũng quen biết với em, rồi ông mới để cái giá đó đó. Ờ, còn cái phần tiền của em cà phê cà pháo thì chị cho nhiêu cũng được, không cho cũng không sao. Em làm phước rồi đó giờ mà. Dạ. À, nhưng mà anh ơi, làm sao em biết chắc được cái đó có phải là xe của em không? Thì bây giờ để em chụp cái hình ảnh chiếc xe với bản số xe qua cho chị rồi gửi địa chỉ qua luôn. Đúng xe của chị thì chị đi ra nhanh nha chị. Ờ, dạ được rồi, vậy anh gửi đi, có gì giờ em liên lạc lại với anh nha. Ừ, dạ 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 dạ. Dạ. Mới đầu tôi còn nghi nghi, không tin lắm. Làm sao mà người này họ tìm được xe tôi nhanh dữ vậy ta? Tôi còn nghĩ có khi nào là họ nhầm xe tôi với lại chiếc xe nào khác không? Nhưng mà cho tới khi họ gửi hình chiếc xe cho tôi coi á, thì tôi lúc đó là tôi tin hoàn toàn luôn. Tại vì đây đúng là hình chụp chiếc xe của tôi. Trời ơi, lúc đó tôi mừng quá trời mừng luôn. Tôi còn nghĩ chứ sao mà mình may mắn quá chừng. Thiệt, khả năng tìm lại chiếc xe là khó lắm, vậy mà vẫn tìm ra được. Kệ, bây giờ tốn thêm mấy triệu bạc cũng được, miễn sao tìm lại được chiếc xe là tôi vui lắm rồi. Alo. Dạ anh ơi, đúng là xe của em rồi đó. Dạ. Bây giờ anh gửi cho em cái địa chỉ của cái cửa xe hàng xe máy đi nha. Rồi em đem tiền ra chuộc xe lại. À, dạ dạ, rồi rồi rồi, để em gửi qua cho. Dạ. Có gì em ra ngoài đó luôn cũng được. Em hẹn chị một tiếng nữa nha. À, dạ rồi, một tiếng nữa em tới liền. Dạ dạ. Lúc đó là cũng sắp tới giờ chồng đi làm về rồi, cho nên là tôi mới ngồi đợi chồng về để ảnh chở tôi đi chuộc lại chiếc xe luôn. Mà thiệt nha, cũng hên là lúc đó tôi ráng ngồi đợi chờ chồng về á, chứ nếu mà tôi nôn nóng tự một mình đi chuộc xe thì chắc chắn là tôi đã sập bẫy của cái bọn lừa đảo rồi đó. Ủa anh? Vô nước nè. Ủa, làm gì nè, em thấy giờ anh vui dữ vậy ta? Trời ơi nè, em kể anh nghe. Anh tin được không? Tin gì? Anh nhớ cái xe của em bị mất không? Ừ. Rồi mấy bữa trước á, em có đăng bài ở trên mạng á, là tìm tìm xe lại. Bây giờ có người tìm được cho em rồi đó. Ủa, tìm được rồi hả? Ở đâu vậy em? Ờ, thôi anh chở em đi lấy nha. Khoan đã. Sao vậy? Mà kẹt nổi cái thằng ăn trộm á, nó lấy xe xong rồi nó bán vô cửa hàng xe cũ. Bây giờ người ta bắt em chuộc 9 triệu. Ờ, với lại em tính cho cái người mà tìm được xe của em 1 triệu nữa. Ủa, là 10 triệu. Khoan từ từ. Cái thằng ăn trộm nó bán xe vô cửa hàng xe cũ. Ờ. Rồi bây giờ nó kêu, người ta kêu em chuộc 9 triệu. Ờ, mà anh ơi, em thấy chuộc 9 triệu là cho thêm người ta 1 triệu, có 10 triệu cũng có sao đâu. Với lại mình lấy được cái xe. Chứ bây giờ anh mua xe mới cũng mấy chục triệu rồi. Với lại xe đó là xe kỷ niệm, anh mua xe cặp với anh nè, nên em không có muốn để bị mất đâu. Người ta hẹn 1 tiếng nữa đi lấy đó. Anh đi với em nha. Anh biết rồi, nhưng mà nó hẹn em ở đâu vậy? Ờ, có địa chỉ nè. Nè anh, 179/7/5 đường Bờ Kè. Đường Bờ Kè. Ủa? Đường Bờ Kè ở dưới đằng sau, đường dưới đằng sau nhà mình nè, chạy xuống xíu mấy cây số đó, anh nhớ không? Anh biết rồi, đường Bờ Kè. Sao hả? Anh thấy hơi bị nghi nghi nha. Nghĩa là cái đường Bờ Kè là một cái đường vắng, mà cái địa chỉ đó đưa là ba sẹt luôn. Mà hồi đó giờ em thấy cửa hàng xe máy nào mà ở trong hẻm không? Không. Đúng rồi, cửa hàng xe máy phải nằm ngoài đường lớn chứ, đúng không? Chị, ý anh là sao? Anh nghĩ á, rất có thể thằng ăn trộm là người liên lạc với em hoặc đồng bọn của nó, cho nên mới có thể tìm được chiếc xe nhanh như vậy. Em nghĩ đi, biết bao nhiêu thằng ăn trộm, rồi ai biết được thằng ăn trộm bán chiếc xe của mình vô cửa hàng xe gắn máy nào, đúng không? Rồi biết bao nhiêu cửa hàng xe máy cũ, thì làm sao mà ai tìm được chiếc xe mình nhanh như vậy, đúng không? Mà cho dù á, cái thằng ăn trộm á, mà nó lấy xe của em nó bán vô tiệm xe máy cũ đi, cũng phải hơn 9 triệu chứ. Sao nó cho em chuộc có 9 triệu? Chẳng lẽ nó chịu lỗ hay sao? Đó, đúng rồi. Bởi vì nó vợ nghe thơ quá. Không lẽ chịu lỗ sao? Dễ gì như vậy được.
Anh nghĩ là nó mượn cớ mình để mình đem mình chuộc xe, là mình đem tiền theo 9 triệu theo. Lúc đó nó phục kích mình, rồi hả, nó cướp tiền của mình, cướp xe mình nữa, mình mất cả chiều lẫn chạy luôn. Đó, mà em nghĩ đi, cái đường bờ kè, một cái đường rất là vắng, mà trong hẻm nữa. Lúc đó vợ chồng mình mà phục kích được ai biết được, đúng không? Làm gì có tiệm xe máy nào nằm trong một cái đường vắng như vậy. Chiếc xe máy mà tôi bị mất á, là chiếc xe đó còn mới lắm. Chồng tôi ảnh chăm sóc xe kỹ dữ lắm, cho nên không có bị hư hỏng gì hết á. Nếu như mà đem bán vô tiệm xe cũ á, thì chắc chắn giá bán cũng phải tầm mười mấy triệu lận, không ít đâu. Nhưng mà đằng này họ cho tôi chuộc lại chiếc xe giá có 9 triệu đồng mà. Nếu như mà cái người gọi điện cho tôi lúc nãy thật sự là tên trộm hay là đồng bọn của tên trộm á, thì không thể nào mà nó cho mình chuộc lại giá 9 triệu như vậy được. Chỉ nó bị lỗ hay sao? Cho nên tôi nghĩ chứ, suy đoán của chồng tôi là có khả năng lắm. Rất có thể nếu như vợ chồng tôi ra tới đó là sẽ bị cướp tài sản. Giả lại đúng thiệt là con đường đó vắng vẻ lắm, lại còn nằm trong hẻm nữa. Tiệm bán xe máy nào mà nằm trong hẻm đó được, vắng người như vậy làm sao mà buôn bán. Nhưng mà cho tới lúc đó thì mọi chuyện vẫn chỉ là sự nghi ngờ của chồng tôi thôi, chứ mà mình chưa có chắc chắn được cái gì hết á. Vậy giờ mình phải làm sao anh? Theo anh nghĩ á, bây giờ mình cứ đi gặp nó đi. Anh vậy đâu kìa. Mày anh đừng bắt động nha. Từ từ tiền ơi. Từ từ đây từ, đây. Từ từ anh ơi. Đây anh ơi. Đi đi. Lúc ra tới điểm hẹn thì không chỉ có hai vợ chồng tôi mà còn có thêm hai anh trinh sát nữa. Là như vậy nè, chồng tôi ảnh lên kế hoạch như thế này. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Nếu như cái người giúp tôi chuộc xe này là người tốt, có ý định giúp mình thiệt, thì mình cứ ra đó mình chuộc chiếc xe về rồi mình cảm ơn họ thôi. Còn nếu như hắn ta là kẻ xấu, có ý định mà cướp tài sản, thì rất có thể hắn ta cũng chính là cái tên trộm mà đã ăn trộm chiếc xe của tôi. Cho nên càng phải ra gặp để công an bắt luôn. Nên là chồng tôi mới âm thầm báo cho công an, rồi bên công an họ cử hai trinh sát đi điều nghi mai phục sẵn ở đó. Trinh sát cũng nắm được định vị của chồng tôi luôn, để lỡ có chuyện gì còn ứng phó kịp. Tới khi mà gặp bọn chúng thì thiệt đúng y như những gì chồng tôi đoán. Bọn chúng dùng hung khí đe dọa rồi bắt vợ chồng tôi phải đưa tiền. Trời ơi, lúc đó tôi sợ quá là sợ luôn. Nhưng mà chồng tôi thì ảnh bình tĩnh lắm nha, ảnh đưa tiền luôn. Ngay khi mà cái tên lừa đảo vừa cầm tiền xong á, là mấy anh trinh sát nhào ra bắt gọn liền luôn. Sau đó thì tôi vẫn không tìm lại được chiếc xe của mình. Bên công an họ nói á, là bọn tội phạm đã đem cái chiếc xe đó đi tiêu thụ mất rồi. Thôi thì dù sao cũng đã bắt được những kẻ gian. Giả lại thật sự đây cũng là một cái bài học cho tôi trong cái chuyện mà phải biết cách là cẩn thận bảo vệ tài sản của mình. Với lại là phải bình tĩnh xem xét vấn đề, chứ không thể mà vội vã tin người để rồi mà mắc lừa kẻ gian được. Khi bị mất trộm tài sản, ngay lập tức người dân cần phải trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Trong trường hợp nhận được cuộc gọi, tin nhắn cho chuộc lại tài sản thì phải hết sức bình tĩnh xem xét, tuyệt đối không hấp tấp tự mình đi chuộc xe vì có khả năng sẽ rơi vào bẫy của kẻ xấu. Tuyệt đối không tự ý hành động vì việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, mà thay vào đó cần phải có sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng. Ngoài ra, người dân cũng cần cẩn trọng trong việc bảo quản tài sản cá nhân. Đối với phương tiện xe máy thì nên khóa xe cẩn thận, nên có người trông coi xe nếu như đậu bên ngoài, và nên sử dụng loại khóa báo động và gắn thêm thiết bị định vị quý vị nhé. Xin được chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến chia sẻ xin gửi về địa chỉ truyền cảnh giác vn@gmail.com. Còn bây giờ, Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.